nhưng mà mình biết không có, tao cũng không rành, nghe cái tiếng đè ba của nó bên đó đó, ù nó kỳ quá thiệt, nó quất 12 trái luôn, tin luôn. Ở giờ cái lỗ tai gì đó nó bị lặn lãng rồi. Hồi đó giờ đâu có bắn, tại vườn sáu tao đi bên pháo binh mà tao tính tao độ bắn không à, tao không có bắn. Ngồi trong nhà tính tao độ cho mấy pháo thủ đó, nó bắn, mình ngồi ở nhà đi là pháo thủ nằm kia kìa. Đó, hoặc đầu xong rồi là tính bao nhiêu phát gấp rồi quất. Bắn dữ dạng bắn khơi khơi đó, lúc là lên đồi á. Còn không mình không có chân sát pháo thì mình về chỗ nghỉ. Cậu nó chết nhiều quá bắt mình đi phối thuộc bộ binh. Phối thuộc bộ binh nhờ luôn, mới là cái năm đó tao lên thêm lon. Cậu mới binh nhất cái lên năm sau tao nói trời này mới đi 2 3 năm rồi mới lên hạ sĩ rồi. Lúc đó lên cũng nhanh thiệt, 2 năm lên hạ sĩ, 2 chức luôn. Còn mấy tay kia chạy về kịp không? Hả? Đụng xong rồi về sang sáng chỉ lực mới xong rồi. Hay vậy sáng chứ, hay vậy chứ trong đó dân á, dân nó cũng có bên mình cũng có hai bên. Phe bên đó thì người của nó đi làm bóng bóng luôn mà. Đó nó hai phe, nhưng mà mình tại vì mình làm công tác dân vận mình làm tốt á, là dân nó không mấy chứ thiệt. Trong vòng một chút xíu nó giận lại quốc ta khác. Hồi đó dân sáu làm công tác dân vận nguyên cái phum luôn. Ở đó 2 năm luôn, mấy ông thấy mình làm công tác dân vận tốt đó. Lấy lòng dân được á, cũng là ảnh cho lại 2 năm luôn, là thành ra ta thành bộ binh luôn. Pháo binh thì thuộc bộ binh luôn. Tới ngày về luôn mà dân nó thương khóc luôn á. Trời ơi thiệt, lúc đó mình thấy đúng là tình nghĩa dân mà nó đúng là công viên thiệt tình lắm. Đi khám mà phải như mình đâu. Thiệt tình lắm, ồ cái dân nó đi rồi nó chia tay thấy đau đớn luôn thiệt. À, sao nhà ở gần đây nè, cái mình ở đây nè, cái giọng gác nó biết hết, cái bộ giọng gác mình đứt gác chỗ nào biết hết, 4-5 giọng gác ngày dài nó biết hết rồi, tại cái giọng gác mình nằm ngay cái đường mòn luôn, dân nó đi ruộng đi ấy này kia nọ đi qua mỗi ngày luôn. Nhưng mà tới 7 giờ tối là giới nghiêm chứ không có được ai đi hết, khi mà đi phải đốt đèn nha. Cũng đốt đèn lên xong rồi tới đó rồi nó đang giọng giác của mình nó hỏi tâu na mà không trả lời quất liền á, hỏi đi tâu na đi đâu á, tâu na rồi tâu thì cái nọ đi chỗ này chỗ kia nó được, nhưng phải đốt đèn, không đốt đèn là quất, mình có lìa lệnh cấm mà. Cũng nó căng lắm mà, đó đi đụng trận mấy trận á mà 2-3 trận nó ớn luôn. Thì còn Nhũ nói đi Campuchia mà đi cái đường con ngủ nó đi bạn đi là đi đường đó xuôi à. Về cái đường khác chứ bây giờ đường đó là chính cháu hỏi nha, mình qua mới là đầu á là qua không biết, cứ qua thấy nữa đi xong cái gì đó về là sao miền không con nói vậy chứ hên xui thiệt, số mạng của bọn thiệt á không có đón trước rồi đâu. Nhưng mà cái là công nhận mấy ông này đi trước đó mình đã kinh nghiệm hay lắm, còn mày đi vô rừng nữa kìa, ông nó đi rừng là phải bẻ ra cây mà. Nhưng mà khi mà bẻ ra cây xong rồi có thể không có lại không có đi đường đó, có đi đường khác, nhưng mà tụi thường đi lại đường đó. Bởi tụi bên boss nó cũng chết vì mình cũng đó, mà mình cũng chết vì nó vụ đó. Nó xui á, còn nó đầu á là nó đi đúng cái điểm đó, nó thấy nó biết. Còn mình cũng vậy, tới điểm đó mình thấy mình biết phục là dính liền. Hậu nó phục là dính liền, hồi đó công nhận lúc mà ở pháo binh xong á, nó bắt đầu ở cái chỗ đó ở 2 năm nha, ở gần dân được 2 năm cũng sướng. Tù nó thiếu chết nhiều quá, bắt đầu điều qua bộ binh luôn. Trời ơi, bụng nó thê thảm luôn. Hai cái năm cuối cùng nó qua bộ binh rồi nó quá mà có cái số vô chổng tự nhiên nó nghe những sáu gặp đồng hương cái nó đỡ ra luôn à. Vô đồng hương. Đó quánh bên bó kết thúc là mấy ta? Nó hả ta năm 88 vẫn còn. 89 90 quá là lại. Mình đó mình không biết, lúc đó mình được mấy năm nào. Nhưng mà năm cái năm 88 nó vẫn còn. Ở bên đó vẫn còn quân. Mấy cái tụi mà lính mới qua cũng bỏ thầy dù nó mềm không. Nhưng mà cái vậy mấy năm 79 78 rồi á. Mấy năm đó là ghê lắm. 80 nè, chết. Nhưng mà mọi người nó 84, 85 trở lên nó là bắt đầu là bớt rồi. Nhưng năm chục phút về bớt rồi. Mấy cái năm đó không biết sao không là chết gì đá miền không. Mà lúc đó Trung Quốc á, nó nói là Trung Quốc lúc đó là nho là sản xuất thêm vũ thêm cái miền mà miền là nó đạp là nổ luôn.
hồi lúc đầu mấy năm đầu á, năm 1980, 81, 82, 83 là cái miệng của nó là 652A, là nó khi mình đụng cho nó là nó lăn cái dòng bi nó mới nổ. Nhưng mà qua lần sau nó cải tiến thêm, nó đụng nổ luôn. Đó. Rồi vũ khí cũng vậy nữa. Ví dụ như mình là B40 đúng không? Rồi B41. Thì nó bắn đụng tới thằng lá nổ luôn, đụng mình chưa kịp bắn mà mình sơ hở là nổ chết mình luôn. Hiện đại rồi sau này tới năm nó chế cái loại mà nó cục ngủng vậy nè, Trung Quốc. B luốn. Nếu mẹ bố nó chạy nó thấy nó xách cái y như là cái bình tông nước đó, được được chơi. Ôi mới đâu mà mẫu mày. Cái B mà B41 thấy cái đầu nó không thấy cái đầu nó bằng mẫu không? Thấy không? Cái đầu B41 á, mày sử dụng cái đó chưa, thấy chưa? Thấy chưa. Nó bằng mẫu, nó như ấy như ấy mica vậy đó. Nó nhẹ lắm. Cái đầu á thì cái súng đó, cái đạn dài nè, súng đầu nó cũng dài nhưng mà loại cải tiến B41, B40 nhỏ hơn nè, là đầu tiên. Rồi tới B41 nè, sau này chơi B43, B45 luôn Trung Quốc á. Còn mới B43, B45 của nó con khúc vậy nè, nó leo y như là cái bình nước mình không biết đâu. Cũng nhìn thấy từ xa nó chạy mình nó tưởng luôn á thiệt. Là nó xách cái bình to nước không. Ủa khi nó mở ra nó kéo ra rồi đụng nó phụt mình. Kích động mấy đụng quá ấy. Mình mới biết á. Ghê quá, Trung Quốc sản xuất vũ khí ghê lắm. Lúc đó là tụi Trung Quốc tiếp tế cho Nam Việt không? Rồi thêm mà đỏ. Là bình bót đúng không? Ồ, nó ác vô địch luôn. Không biết ha, hồi lúc mà qua hôm đó là đi vô rừng á. Mình biết cái tụi nó vô rừng nó phục 6 thằng mà nó ngủ quên mà chết hết 5 thằng. Vô đụng cắt cổ hết. Cái thằng giác á là quan trọng nhất. Vô rừng vô cục nó mà không lại nó ngủ là chết chắc luôn. Ở trên mà lúc mà hồi